Xem ngày tốt cắt tóc tháng 1 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn, được thần tài ban lộc đếm tiền mỏi tay, vận may tài lộc ùn ùn kéo đến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày tốt cắt tóc đẹp nhất trong cái tháng 1 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn À, quý vị thân mến ngày xưa ông bà có câu nói là gì cái răng cái tóc là góc con người y nói rằng cái răng cái tóc tuy chỉ là cái chi tiết nhỏ nhưng lại làm nên cái vẻ đẹp thể hiện cái phần nào đó về cái tính cách bên trong của con người vì vậy bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều nên giữ gìn cái hình thức này cắt tóc là một cái hành động diễn ra theo chu kỳ có thể là hàng năm hàng tháng hoặc là gì hàng ngày Đấy, hoặc là hàng tuần tùy theo Đấy, cái cái mong muốn của bộ tóc như thế nào một cái máy tóc hợp với khuôn mặt không chỉ giúp làm lên cái vẻ đẹp của mỗi người mà cắt tóc vào ngày lành tháng tốt còn mang lại nhiều cái may mắn, nhiều cái sự tốt lành cho gia chủ, đặc biệt là trong cái dịp đầu xuân, tháng giêng năm mới sắp tới đây. Thì quý vị nên chọn ra những ngày lành tháng tốt để cắt tóc để mang lại cái may mắn bình an suốt một năm. À, vậy thì trong tháng 1 có những ngày tốt nào để chúng ta tiến hành công việc này? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. À thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc cắt tóc trong tháng 1 âm lịch năm 2024 à năm Giáp Thìn. À quý vị đã biết ấy, cái tháng 1 nó khởi từ ngày mùng 10 tháng 2 đến ngày mùng 9 tháng 3 dương lịch năm 2024. Và tháng 1 là tháng Bính Dần, nó là tháng thiếu, chỉ có 29 ngày đó. Ngày mùng 1 thì nó là ngày Giáp Thìn. Đấy Tết năm nay là ngày Giáp Thìn và ngày 29 thì nó là ngày Nhâm Thân. Nó là ngày Nhâm Thân. Và để chọn ra những ngày tốt tiến hành công việc cắt tóc thì chúng ta sẽ sử dụng cái tài liệu là ngày tốt tuần thư. Ngày tốt tuần thư để chọn ra những ngày tốt chúng ta tiến hành công việc cắt tóc, cạo râu vân vân. Đó. À, quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái quyển sách ngày tốt tuần thư cũng như là để được tư vấn chi tiết hoàn toàn miễn phí về cái ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc cắt tóc trong cái tháng riêng nhé. À, quý vị hãy mở trang mở trang 100 184 đó. Cái trang 184 là cái tiêu chí chọn về ngày cắt tóc. Thì chúng ta có 16 tiêu chí nhé. Có 16 tiêu chí để chọn ra ngày tốt cắt tóc. Đó. đó Thì quý vị hãy áp dụng những tiêu chí này để chọn cho mình những ngày tốt lành nhất. Tiến hành công việc cắt tóc cho được thuận lợi, may mắn và hành thông. Đó. và bây giờ chúng ta cùng tìm ra những ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc cắt tóc nhé. thì đầu tiên cũng vậy, bao giờ cũng vậy để chọn ra ngày tốt thì người ta cũng phải loại bỏ ra những ngày xấu cần tránh. những ngày xấu cần tránh trong cái tháng trong tháng 1 để chúng ta tiến hành công việc cắt tóc bao gồm ngày sau ngày xấu đầu tiên chúng ta kiên kỵ đó là ngày sát chủ. ngày sát chủ trong tháng riêng sẽ có hai ngày ngày tị đúng không? là ngày tị nó sẽ bao gồm ngày ất tị ngày đinh tỵ và ngày kỷ tỵ đây là ba ngày tỵ chúng ta cần phải tránh tiếp theo là ngày sát chủ dương nó là ngày tí đúng không ạ là ngày sát chủ đó thì nó sẽ bao gồm có hai ngày mùng 9 là ngày nhâm tý và ngày 21 là ngày giáp tý tiếp theo ngày thứ hai mà chúng ta cần phải loại bỏ đó là ngày thủ tử ngày thụ tử trong tháng riêng thì nó sẽ là những ngày tuất bao gồm có ngày mùng 7 canh tuất và ngày mùng 19 là ngày nhâm tuất Tiếp đến ngày xấu thứ ba là ngày tam nương. Ngày tam nương là ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và 27. Thì ngày mùng 3 nó rơi vào ngày bính ngọ. Ngày mùng 7 là ngày canh tuất. Ngày 13 thì nó sẽ là ngày bính thìn. Ngày 18 nó là ngày tân dậu. Ngày 22 là ngày ất xỉu. Và cuối cùng là ngày 27 là ngày canh ngọ. Đó là những ngày xấu mà chúng ta cần phải tránh. Ngày tam nương. Tiếp đến ngày thứ tư chúng ta kiêng kỵ. Đó là ngày nguyệt kỵ. Nguyệt kỵ sau 3 ngày mùng 5 này ngày 14 đúng không ạ? Ngày mùng 5 là ngày Mậu Thân, ngày 14 là ngày Đinh Tỵ và ngày 23 thì nó sẽ rơi vào ngày Bính Dần. Đó. Tiếp đến chúng ta cũng phải xem xét đến ngày Nguyệt Kiến đúng không ạ? Ngày trực kiến là ngày Dần. Thì quý vị cũng cần phải xem xét nhá. Tiếp theo, chúng ta xét đến ngày Nguyệt Phá đúng không? Nguyệt Phá là ngày kinh kỵ rồi, đó là ngày Thân. Bao gồm có 3 ngày mùng 5 mộ Thân, 17 Bính Thân và ngày 29 là ngày nhân thân ngày xấu thứ 8 chúng ta phải kiên kỵ đó là ngày kiếp sát ngày tai sát và người người sát tức là ngày ngày phạm về hướng tam sát đấy thì bao gồm ngày hợi này hợi là phạm kiếp sát ngày tý là phạm vào tai sát và ngày sửu là phạm vào nguyệt sát đó tiếp theo một ngày nữa mà chúng ta cũng kiên kỵ người ta kiên kỵ cho việc cắt tóc ấy, đó là ngày nguyệt hình Nguyệt hình thì nó là ngày tị nhá, nó phạm nguyệt hình. Đó. Một ngày nữa mà ngày thứ 11 cũng phải kiên kỵ đó là ngày nguyệt yếm. Ngày nguyệt yếm thì trong tháng này nó là ngày tuất. Ngày tuất phạm nguyệt yếm nhá. Tiếp đến, một ngày nữa mà chúng ta phải kiên kỵ. Cái ngày cắt cá tóc người ta kỵ những ngày đinh. Ngày đinh là một, thứ hai là ngày 12 và ngày 15. Ngày 12 nó là ngày ất mão này. Ngày 15 nó là ngày mậu ngọ, đúng không ạ? Và một ngày nữa là ngày đinh ngày đinh thì chúng ta sẽ có những ngày sau này ngày 24 đinh mão này ngày 14 thì nó sẽ là ngày đinh tỵ và ngày mùng 4 là ngày đinh mùi đó đó là những ngày đinh mà chúng ta cần phải kiêng kỵ không nên tiến hành công việc cắt tóc à, sau khi đã loại bỏ ra những ngày xấu rồi chúng ta lại tiếp tục sử dụng cái quyển ngày tốt tuần thư đúng không ạ chúng ta sẽ tìm ra những ngày tốt lành nhất nhá thì quý vị có thể tham khảo thêm quyển sách ngày tốt tuần thư bằng cách liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để chọn ra cho mình những ngày tốt lành nhất tiến hành công việc cắt tóc cho được thuận lợi, may mắn và hành thông. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm ra ngày tốt này. Thì ngày tốt để cắt tóc thì đầu tiên ấy, nó là cái ngày giải thần. Ngày giải thần trong ngày trong cái tháng riêng nó sẽ là ngày ngày thân. Ngày thân thì nó chung với ngày gì? Trùng với nguyệt phá nhé. Vậy nên chúng ta không dùng. Ngày thứ hai là ngày trừ thần. Ngày trừ nó là ngày mão ngày mão có hai ngày 12 và ngày 24 thì nó cũng bị phạm nên là chúng ta cũng không dùng được Đó. À, tiếp theo là để chúng ta chọn những ngày có thiên đức người đức thiên đức hợp người đức hợp là ngày tốt mọi việc thì quý vị có thể tìm được Đó. ngày thiên đức hợp người đức hợp thì trong tháng này ngày thiên đức thì nó là ngày đinh nhưng ngày đinh chúng ta kỵ cắt tóc vậy nên chúng ta sẽ không dùng tiếp đến là ngày có thiên đức hợp nó là những ngày nhâm ngày nhâm thì chúng ta có ngày mùng 9 là ngày nhâm tý này 19 là nhâm tuất và ngày 29 là ngày nhâm nhâm thân cũng là những ngày xấu mà chúng ta không dùng được tiếp đến là ngày ngày nguyệt đức nó là ngày bính ngày bính thì chúng ta có ngày 23 này là ngày bính dần này ngày 13 là bính thìn và ngày mùng 3 là ngày bính ngọ cũng không dùng được đó tiếp đến là ngày nguyệt đức hợp là những ngày tân ngày tân thì chúng ta sẽ có ngày mùng 8 này là ngày tân mão này ngày 18 là ngày tân tân dậu và ngày 28 là ngày tân mùi như vậy là gì trong tháng này thì chúng ta mặc dù ngày 18 mùng 8 nó có kiếp sát nhưng mà đây là cũng là một ngày gì ngày nó có được cái nhiều cái cắt tinh đó có được uh, có được cái, cái 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 nguyệt đức hợp vậy nên nó cũng sẽ hóa giải được quý vị có thể chọn ngày mùng 8 nhé mùng 8 khởi đầu đầu tiên là ngày mùng 8 này là ngày tân hợi ngày thứ hai là ngày 28 là ngày tân mùi đây là hai ngày tốt đầu tiên tiếp đến chúng ta sẽ chọn được những ngày có tam hợp tháng dần thì tam hợp là dần ngọ tuất nhưng mà cả ngọ và tuất thì đều không ngày tốt tiếp đến là chúng ta chọn ngày lục hợp đúng không ạ dần hợi lục hợp thì nó có cái ngày gì tân này đúng không ạ là vào ngày 20 ngày quý hợi quý hợi tiếp theo chúng ta chọn ngày ngũ hợp đúng không? ngũ hợp tức là gì tháng này tháng bính dần đúng bính giáp kỷ ất canh bính tân đấy vị trí chúng ta chọn những ngày tân thì chúng ta chọn là tân mùi và tân hợi rồi Đó. như vậy là gì trong cái tháng này thì cũng có không nhiều ngày tốt để cắt tóc thì ngoài ba cái ngày này ra ấy, thì chúng ta vẫn có thể tiến hành được cắt tóc và những ngày khác nó hội phạm như chúng ta có thể cắt vào ngày mùng 6 này là ngày kỳ dậu thứ hai là vào ngày 16 là ngày kỳ mùi Thứ ba là ngày 25. Là ngày Mậu mộ, mộ Thìn. À quý vị cũng có thể cắt vào ngày 11 nhé, 11 nó là ngày Giáp Dần. À tôi thông đánh dấu lại nhé, đây này, ngày 11 này là ngày Giáp Dần này, đúng không ạ? Tiếp theo ngày 25 là ngày Mậu Thìn này. Ngày 16 là ngày Kỷ Mùi này và ngày 6 là ngày Kỷ Dậu. Đó đó là những ngày chúng ta có thể chọn thêm cắt tóc được tại vì là những ngày này cũng không bị phạm cái cái gì cả vậy nên quý vị có thể tiến hành tại vì cắt tóc nó cũng không phải là việc đại sự gì lắm nó chỉ là một trong cái việc mà chúng ta chọn ra ngày tốt thì nó sẽ được cắt lành hơn và không bị phạm phải những điều đại kỵ nếu mà quý vị có điều kiện thì cứ chọn ba ngày này nhé mùng 8, 28 và ngày 20 thì đó là những ngày tốt mà quý vị có thể dùng được đó à, thưa quý vị như vậy là gì trong cái tháng trong cái tháng riêng ấy, thì chúng ta sẽ có 7 ngày tốt 7 ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc cắt tóc cạo râu đấy hoặc là đi làm đẹp ấy, thì nó có những ngày sau này ngày đầu tiên là ngày mùng 8 là ngày tân hợi đó là ngày thứ nhất này ngày thứ hai nó là ngày 28 là ngày tân mùi ngày thứ ba nó là ngày 20 là ngày quý hợi ngày thứ tư đó, nó là ngày mùng 6 là ngày kỷ dậu ngày thứ năm thì nó là ngày 16 là ngày kỷ mùi ngày thứ sáu À, nó rơi vào ngày 25 ngày Mậu Thìn và ngày tốt thứ bảy thì nó sẽ là ngày gì? 11 là ngày dấp dần thì đó là 7 cái ngày tốt để quý vị có thể tiến hành công việc cắt tóc cạo râu đó trong cái tháng riêng à, hy vọng những cái thông tin mà tử thông chia sẻ sẽ giúp ích phần nào cho quý vị và các bạn có thể nắm bắt được những cái ngày tốt để chúng ta có thể chủ động hơn trong công việc thì quý vị có thể là chép lại hoặc là chụp lại hoặc là gì quý vị có thể là ghi lại và ghi nhớ những ngày tốt này để chúng ta tiến hành công việc cắt tóc cho nó được thuận lợi may mắn và bình an cũng như là gì để thâu thu thêm cái tài lộc đón cái năm mới được thuận lợi may mắn hơn à, quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, xin cảm ơn